Tin tức về tình hình chiến sự Nga-Ukraine ngày 28 tháng 3 có những nội dung chính như sau. Thủ tướng Đức xác nhận đã gửi xe tăng Leopard 2 cho Ukraine. Anh bắt đầu đào tạo lính xe tăng Ukraine sử dụng đạn uranium nghèo. Ukraine thừa nhận không thể vô hiệu hóa tiêm kích Su-35. Nga tập kích tên lửa gây tổn thất lớn cho thành phố miền đông Ukraine. Thông tin về việc Đức đã gửi xe tăng Leopard 2 cho quân đội Ukraine được Thủ tướng Đức Olaf Scholz khẳng định trong buổi họp báo chung với Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte chiều tối ngày 27 tháng 3, nhân chuyến thăm chính thức của ông Olaf Scholz cùng nhiều bộ trưởng Đức đến Hà Lan. Theo người đứng đầu chính phủ Đức, bên cạnh xe tăng Leopard 2, Đức sẽ tiếp tục viện trợ nhiều loại vũ khí khác cho Ukraine. Đức và Hà Lan đã cùng gửi các xe chiến đấu bộ binh cùng đạn pháo cho Ukraine và hiện nay cùng với Đan Mạch chúng tôi đang chuẩn bị chuyển giao các xe tăng Leopard 1 cho quân đội Ukraine để bổ sung cho các loại xe tăng khác bao gồm cả những thế hệ xe tăng hiện đại nhất mà chúng tôi vừa chuyển giao. Trước khi Thủ tướng Đức Olaf Scholz xác nhận thông tin, báo chí châu Âu đầu tuần này đã nhiều lần đưa tin về việc những chiếc xe tăng Leopard 2 đầu tiên trong gói viện trợ của Đức đã được chuyển đến Ukraine. Theo cam kết của chính phủ Đức vào đầu năm nay, quân đội Đức sẽ cung cấp 18 xe tăng Leopard 2A6 cho quân đội Ukraine. Các nước khác tại châu Âu như Tây Ban Nha, Ba Lan, Thụy Điển cũng đã hứa hẹn sẽ cung cấp loại xe tăng này cho Ukraine. Ngoài ra, Đức cùng Hà Lan và Đan Mạch cũng đang tài trợ kinh phí để sửa chữa các xe tăng Leopard 1 lạc hậu hơn, với mục tiêu sẽ chuyển giao cho Ukraine 25 xe tăng Leopard 1 trong mùa hè này, nâng lên 80 chiếc vào cuối năm 2023 và trên 100 chiếc trong năm 2024. Ngoài các xe tăng Leopard do Đức sản xuất và đang được quân đội nhiều nước châu Âu vận hành, một số nguồn tin báo chí châu Âu ngày 27 tháng 3 cũng cho biết những xe tăng Challenger 2 đầu tiên của Anh cũng đã được đưa tới Ukraine. Đến mùa thu năm nay, quân đội Mỹ cũng dự tính sẽ chuyển giao xe tăng Abram cho quân đội Ukraine. Tổng cộng, các nước phương Tây có thể cung cấp cho quân đội Ukraine từ 200 đến 400 xe tăng các loại. Bên cạnh xe tăng, đang có dấu hiệu các nước phương Tây cũng sẽ dần bật đèn xanh cho việc cung cấp máy bay chiến đấu hiện đại cho quân đội Ukraine. Một động thái chắc chắn sẽ làm leo thang và kéo dài xung đột tại Ukraine. Hãng tin ABC dẫn nguồn tin từ một quan chức chính phủ Ukraine ngày 27 tháng 3 cho biết máy bay chiến đấu Su-35 đã mang lại cho các lực lượng Nga ưu thế ngày càng gia tăng trên bầu trời. Theo đó, những máy bay Su-35 của Nga được trang bị tên lửa tầm xa và radar rất hiệu quả, cho phép chúng tấn công máy bay chiến đấu của Ukraine, đồng thời cung cấp sự hỗ trợ trên không cho lực lượng mặt đất của Nga, trong khi đó Ukraine không có khả năng chống lại các mối đe dọa này. Quan chức trên thừa nhận Ukraine thừa nhận ưu thế trên không của Nga đặt ra nguy cơ thực sự, đồng thời khẳng định việc tiếp nhận thêm nhiều hệ thống phòng không của Mỹ là ưu tiên số 1 đối với Ukraine. Quan chức Ukraine nhấn mạnh sẽ tiếp tục nói với phía Nga rằng không có giải pháp nào để đối phó với máy bay chiến đấu của Nga ngoài việc cung cấp cho Kiev máy bay chiến đấu. Theo quan chức này, số lượng máy bay chiến đấu của Nga nhiều gấp 12 lần so với Ukraine và Moscow sẽ có lợi thế hơn khi thay thế các máy bay cũ bằng những máy bay Su-35 mới nhất. Hãng tin RT dẫn lại một đoạn phóng sự do Bộ Quốc phòng Anh công bố ngày 27 tháng 3 cho biết các binh sĩ Ukraine đang được huấn luyện cách vận hành xe tăng chiến đấu chủ lực Challenger 2, cùng với đó là các loại đạn pháo 120mm cho xe tăng này. Binh sĩ Ukraine cũng được giới thiệu về đạn xuyên giáp dưới cỡ L-26A1 và L-27A1, thứ vũ khí giúp Challenger 2 tiêu diệt các mục tiêu bọc thép của đối phương. Cũng trong phóng sự của Bộ Quốc phòng Anh, các binh sĩ Ukraine với sự hướng dẫn của sĩ quan tăng thiết giáp Anh và Mỹ đang nhanh chóng học cách điều khiển những xe tăng mới mà họ sắp được trang bị. Đạn xuyên giáp dưới cỡ APF-SDS là một trong nhiều mẫu đạn pháo 120mm được trang bị cho Challenger 2. Nó được trang bị một loại uranium nghèo có khả năng xuyên phá các lớp giáp bảo vệ của nhiều dòng xe tăng chiến đấu chủ lực từ khoảng cách 3.500m. Trong một thông báo được đưa ra hôm 27 tháng 3, ông Pavlo Kirilenko, người đứng đầu chính quyền quân quản của vùng Donetsk của Ukraine, đã cáo buộc Nga tiến hành một cuộc tập kích tên lửa nhằm vào thành phố Sloviansk. Theo ông Kirilenko, hai tên lửa phòng không S-300 được hoán cải để tấn công mục tiêu mặt đất đã được sử dụng để tấn công Sloviansk vào khoảng 10 giờ 30 sáng ngày 27 tháng 3. Vụ tập kích này đã để lại thiệt hại nghiêm trọng cho phía Ukraine. Nhiều tòa nhà cao tầng và văn phòng làm việc đã bị phá hủy bởi tên lửa Nga, thương vong về người cũng đã được ghi nhận. Theo nhà chức trách Sloviansk, ngay sau vụ tấn công vào hôm 27 tháng 3, các đội điều tra, giải phóng bom mìn cấp cứu và lực lượng phản ứng nhanh đã được điều động đến hiện trường. Công tác cứu hộ về cơ bản đã kết thúc trong ngày